Liên Nguyễn không có dấu. Hả? Liên chị Liên Nguyễn chưa? Liên Nguyễn 2.150.000 nè. Coi ghi cho đàng hoàng nha, sáng nay chỉ vì 10.000 mà khách giận luôn rồi đó. Liên Nguyễn thành phố Đắk Lắk 059. Liên Nguyễn đọc ghi chưa anh? Rồi. Thành đọc số điện thoại, cái hàng này hàng đặt mà. Thành phố anh nãy giờ đọc 3 lần rồi đó. 059 thành phố Đắk Lắk là bia của ai? Ủa cái Đắk Lắk nãy đọc của ai vậy? Liên Nguyễn này là của Đắk Lắk chứ không phải thành phố, là 059 Đắk Lắk. Sửa lại đi anh Thư. Mấy chị chờ em chút xíu. Chị Phượng Chức này, hai quần legging gửi luôn. Phượng Chức hai quần legging mai gửi. Mấy cái bill đặt legging này là mai gửi hết nè. Phượng Chức Quảng Nam 018. Đi tiếp nè, Trang Lê không có dấu, Hồ Chí Minh 246. Rồi. Chị phải nhắn vô fanpage á, chị phải nhắn vô fanpage nói anh Phước có chị nha. Chị nói hôm nay là chị nói trên này là anh không nhớ đâu, chị thảo rút kinh nghiệm mà chị nhắn fanpage. Chị nói với anh Phước đi nè. Ví dụ như bữa nay thứ ba, bữa nay thứ mấy? Ví dụ bữa nay thứ ba đây, chị nói anh Phước ơi, bill thứ bảy gửi. Chị nói vậy cho em riêng, chị Thảo Trần nói vậy cho em nha. Giờ chị thiếu gì chị báo em ơi. Một hôm qua kêu lấy quần legging đá quần legging dài cái chị không vừa đâu, quần legging đá và quần legging dây lưng, lấy thứ cái 2.500.000, 65 đến 95 kg vừa nha. Cái quần này vải đẹp lắm. Trang Lê Hồ Chí Minh 246 rồi đó anh. Mới nay còn lại cái view của Ngọc Thường. Dạ đợi em vô bên bay đó nha mấy chị nha. Chá ơi, đồ nào em mặc được? Em mặc được áo vú không? Em mặc được áo vú không tí? Mặc được áo vú không? À, chị Thảo có lấy cái gì thì chị Thảo báo lại em nha. Chị Thảo từ 20.000 tiếp ra giúp em cho em nợ chị á. Hôm qua có nói trong inbox mà chắc ông bảy quên. Đọc lại tin nhắn của chị Thảo đi. Thì lúc đó anh Phước quên á, anh Phước tính tiền chị là chị kêu anh Phước ơi nhớ để bill em lại cuối tuần gửi nha, lần sau chị Thảo cứ nói đi. Tại vì ngày nào chị Thảo cũng mua mà. Lần sau chị cứ nói vậy chị. Còn bill lỡ có đi em kêu shipper quay gì cho. Hôm nay là trước mắt là lên áo vú với quần xì cho mấy chị ha. Lên áo vú, lên quần xì. Em có mấy bộ đồ này nè, em bán cho mấy chị 100.000 đầu like. Có mấy bộ thôi. Bán cho mấy chị 100.000 đầu like đi. Em xin lỗi chị nha, xin lỗi chị. Tại vì anh Phước ảnh làm bill ảnh không có ấy như em. Đây mấy chị, em bán cho mấy chị mấy bộ hàng này. Hàng này về ha. Những cái bộ này là size từ 70 đến 100 kg nè. Bán 100.000, chốt giùm em beo đi nha. Chốt giúp giùm em bộ này chị Thảo Trần mặc ở nhà được nè. Chốt giúp giùm em là beo. Em có hai mẫu beo và bọt sữa. Chỉ còn được mấy bộ thôi. Chia sẻ cho bé ù bán được. Cảm ơn chị My. À, chị nào chốt bộ này thì chốt cho em. Cho em xem lại cái quần dài. Quần tây hả chị Phạm Nhi? Quần tây mới về hả chị? Quần nè, trời ơi đẹp lắm chị My ơi. Đây nè, thấy phân ba ghi đẹp không? Mà bà nào cha nó quần co dễ mà. Cái lai quần nè, xếp ly nè, nó làm kiểu pha ghi á chị ạ. À, mấy chị coi vải co giãn nè ha. Vải co giãn dữ dàng lắm mấy chị ha. À, beo một bộ 100 kg và một bộ. Nó một size à chị. Nó một, từ coi nha. Em coi nó mấy size nha. Còn được có mấy bộ à? 100.000 bộ. Còn được có mấy bộ à mấy chị? Nó một size nha chị nha. Nó một size này chị Thảo hai chị nha. Chị Thảo hai bộ này, à số 1 với số 2 nè rồi. Chị Thảo hai bộ, 220 chị. Giờ em mua cuối tháng gửi em được không? Em đang được chị Vy ghé thăm được hả? Được Nhung, Nhung có nhắn tin cho anh Phước nha. Dạ, lấy bộ beo với bộ bò sữa đi chị Liên ơi. Chị Liên mở nước ngoài nè. Chị Liên ơi, lấy bộ bò sữa nữa chị. Bộ bò sữa size 100 kg luôn nè. Bộ bò sữa nè, chốt với chị Liên đi. Chị đâu có còn hàng. Không có hàng, chị Liên em tự chốt rồi đó. Không ưng thì báo em xả ra nha đây. Bộ bò sữa nè, size 100 kg 100.000 à chị, đây.
Đây chị bồ bò sữa nè ha. Chị đang chốt bò sữa beo 85kg của chị Hương. Hello, hello chị Hương. Em còn đúng bộ bò sữa thôi nha. Ai mua áo vú thì hôm nay có vú ha. Quần tay 220 chị Liên Ngọc. Em còn size trên 70kg, dưới 70kg em hết rồi. Tự chốt với chị luôn rồi. Áo vú này á, bộ bò sữa của chị Nguyễn Trang Trang nè. Nguyễn Trang Trang 100.000. Cái áo vú này hôm nay mấy chị muốn size không có. Tại vì là sao? Nó là lễ size em hút về hết nha mấy chị nha. Lễ size em hút gì hết mà cái này là trời ơi, chị nào mà ngực bự chà bá lửa hơn em ấy, cái con này là còn cỡ size 44 nè, con này size 42 tới 44 nè. Chị nào mà ngực chà bá lửa hơn em thì hút con này nha. Chị nào ngực chà bá lửa hơn em thì hút con này, hơi bị đẹp luôn mấy chị ha. Con này là nhiêu ta? Con này còn cỡ size 42 tới 44, con này 100.000. Em có hai con, em có hai con này thôi nha, cho nên mấy chị chốt thì chốt mau đi, chứ kiếm là con thứ ba không có. Không, em nói thiệt mà, cái nào có thì em nói có, còn cái này không có thì em nói không có. 42 hoặc 44, chị nào size 42 thì hút 42, ngược 104 là ngược bằng tôi nè chị Hương. Chỉ có đúng hai con thôi, bán cho mấy chị 100.000 cái nha. Bán cho mấy chị 100.000 cái hai con ngực này. Chị nào chốt ngực này chốt lên giúp giùm em đây, ngực này mấy chị không để em vô em tháo ngực cho em nhé. Mấy cái Thụy Hương ơi, một cái 100.000 Thụy Hương, chốt cho Thụy Hương cái này 100.000 trước nè. Còn một con nha, còn một con ngực nha mấy chị nha. Con này size khoảng cỡ 42 tới 44, nó nằm khoảng cỡ cái dòng đó, cái dòng nhiêu đó nha mấy chị nha. Nó nằm khoảng cỡ nhiêu đó mấy chị. Ngày hôm nay em có một loạt quần vậy nè mấy chị, trình chịu nổi không? À, mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi, con này là chị nào 70 tới 100kg là hơi bị tê nha. Gì? Bóp bệnh đây nha. Thấy thấy nó đẹp đẹp dễ thương. Bỏ rõ chứ. Quần dạ, quần này là 5 cái, từ từ nha. Mấy chị ơi, 5 cái là 150.000. 5 cái là 150.000. Có rồi, áo ngực của chị Mai Thảo. Mai Thảo 100.000. Nó có một size thôi nha chị Thảo. Nó có một còn một con size 42 hoặc 44 mà chị nào vú chà bá lửa thì hốt. Con này 70 đến 100kg nha mấy chị nha. Con này thì cô tông xịn. Con này 30.000 một cái quý vị ơi. Con này 30.000 một cái và nó có đúng hai màu. À, có chống ruột 36 chưa? Dạ chưa. Quần đẹp mà không dám mặc, cái đâu quần lót ở trong mà cái đâu không dám mặc em. Nó có xám và trắng. Mấy chị mà lấy trắng không thì khỏi lấy, mà mấy chị lấy đen, lấy xám không thì cũng khỏi lấy. Ví dụ lấy hai trắng hai xám thì được, họ là một trắng một xám, họ là năm trắng năm xám nha. Quần này chị nào 100kg đề nghị hút cho em nha. Chị nào mà 80 đến 100kg là làm ơn hút cho em, tại vì quần bán quá đẹp nha mấy chị nha. Có ai hốt thì em hốt hết lên lầu vậy thôi. Quần này vải hơi bị super xịn. Vải của cái quần này mà mấy chị đụng vô là mấy chị sẽ thấy super xịn liền ha. Vải này đẹp mấy chị. Vải này đẹp quá trời, quần đẹp mà không dám mặc. Ai kêu bà mặc kiểu đó bà đi nhông nhông ngồi đường chi mà không dám mặc trời. Quần này không dám mặc, mặc cái gì mấy chị. Thiệt, cái dép mua về mặc tối ngủ. Quần cạp cao chị cũng long. Quần này cạp không có thấp có nghĩa là cạp cao nha chị nha. Quần này cạp không có thấp là tính ra là cạp cao mấy chị. Mà quần này chị nào 100kg lên mà. Mấy chị chuẩn bị lấy thước dây đo eo đây, em lên quần rinh cho nha. Mai Thảo ơi, vô cho dùm địa chỉ trước thôi. Chị Mai Thảo ơi. À, quần lót ren mấy chị ơi. Hôm nay em không, còn không chị đừng có lấy cái đó, chị lấy cái này nè chị cũng long. Chị lấy cái quần lót ren này nè, quần lót ren này form lớn lắm, 70 đến 100kg. Nhưng mà rẻ lắm mấy chị, 300.000 chục cái, rất là rẻ. Rẻ lắm nha, 300.000 một chục cái, chị nào 70 đến 100kg mà 100kg mà chà bá lửa đó thì nên lấy cái quần ren này nha mấy chị nha. Nên lấy quần ren này mặc thứ nhất mát chim, thứ hai mát đít, thứ ba không có kẹt khe háng. Ha, một trắng một xám của chị Giang nè. Một trắng một xám 30.000 của chế Ngọc Giang. Nè, một bịch quần ren có 300.000 này chị khủng long, à, khủng long bảo chúa ơi. Đây chị, em nói chị là mặc êm lắm.
chị nào, nhất là những chị, nhất là những chị mà từ 75 kg mà lớn mà đít chim đồ bự á, thì nên lấy cái con này. Hai cái sáu chục. Đại khái là quần ren đó mấy chị, đại khái là quần ren nha, quần ren. Quần này là 70 đến 100 kg. Chị nào chốt quần này thì chốt giùm em 70 đến 100 kg. Nó có nhiều loại ren lắm ha. Mấy chị có chốt ren nào nó cũng 70 đến 100 kg hết. Ai chốt quần thì chốt giúp giùm em quần lưới nha. Cho 5 cái quần ren ý. Trời ơi, lâu lâu có hàng lớn mà không lấy thì chị lấy luôn 10 cho em. 1, 2, 3, 4. Chọn cái hồng cho mấy chị hay giật chồng. 5 cái 150.000. Dạ chọn cho chị rồi nha. Cho em xin giá quần ren nãy không nghe. Lên mắt kính đi. Có mắt kính đâu. Cũng vậy, cũng được 10 cái đi. Dạ ok, cảm ơn chị. Dạ, bỏ cho chị khủng long đi, cho đủ 10 quần cho chị đi. Cho em xin giá quần ren cho 150.000 5 cái nghe. Dạ, chị Mai Thảo ơi. Chị Mai Thảo ơi, ra cho giùm em địa chỉ kèm số điện thoại. Cho 5 cái quần ren. Mấy chị thì vải nó rất là mềm nha. Ngày hôm nay
mấy chị 70 tới 100 ký có mặc quần sexy nữa không thì báo em. Mặc thì bên hông này nó có dính gì đâu, mình còn ở ngoài còn đồ nữa mà, cho nên mấy chị cứ mặc thoải mái đi ha. Nha. Nhung có mua đồ thì nhớ báo với anh Phước nha. Quần ren mà nó mấy chị về mặc thử đi rồi mấy chị đặt thêm. Mặc thử đi. Ai mới cho địa chỉ số hồi chị An hả? Ủa quần này cạp cao mà chị cũng ngon không lấy. Buông luôn xe ơi. Cỡ tháng mấy 2-3 tháng thì còn cái 90 ngàn đây nè chị Phương Rose. Chị Phương Rose ở nhà em còn cái gì mấy chục ngàn ở đây nè nha. Chị Phương Rose có lấy quần tây không? Quần tây chị nào chưa lấy thì hôm nay quần tây này chị Phủng Long Bảo Chúa cũng vừa nè. Quần tây này giờ em còn 3 size. Dưới 80kg, 70-80kg, 80-90kg và 90-100kg. Đây là quần tây Phơm Paris nha mấy chị nha. Coi coi cái ống quần này rất là đẹp ha. Mà quần này vải coi giãn dữ dằn lắm mấy chị ha. Cái lục đưa xuống thôi. Đưa rin xuống mấy tàu rin xuống. Rồi lên rin nha mấy chị nha. Lên rin. Hôm nay là chủ yếu lên rin nha mấy chị. Hôm nay là chủ yếu lên rin ha. Quần dây bao nhiêu ký? Dạ quần dây là 70-100kg đó chị Dung. Nó có màu trắng và màu xám nhưng mà lấy phải chia đều ha. Quần tay chị Quốc Khang ơi, hết size dưới 70kg. Nếu chị dưới 70kg chị lấy cái con quần may mẫu của em nè. Chị coi quần may mẫu đẹp lắm chị Quốc Khang nè. Thứ nhất mẫu này nè. Nếu dưới 70kg, mẫu này là cái bụng rất là đẹp nha. Mẫu này cái bụng rất là đẹp. Hoặc là mẫu này quần tay là 220. Hoặc là cái mẫu mà lật lai quần. Đây chị mới may thử rồi. Mới may thử tất cả những mẫu sau đây. Mẫu này có lật lai nè đó. Chị Quốc Khang lấy một trong mấy con này thì lấy đi. Còn size quần tay đẹp lắm mọi người ơi. Quần tay này mới về nữa mà. Ok chị Linh. Quần tay này mới về hôm qua mà cũng hết size L rồi. Quần lửng về cũng hết size L rồi nha mấy chị nha. Hôm nay chủ yếu là lên quần rin. Hôm nay em chủ yếu em lên quần rin nha mấy chị nha. Phải cho con xuất ngay đi vậy à. Cái gì kia nữa. Chị Quốc Khang lấy quần tay này nè. Quần tay màu bò nè. Hôm nay về khoảng cỡ là gần 300 con quần. Để cả quần sọt nha mấy chị nha. Để cả quần sọt. Quần jean đen chín tóc màu đen không? Cái quần này á chị, chút nữa em cho chị coi mà. Em có lông chuột chứ không có đen. Nhưng mà chị ơi, cái quần màu đen. Em không có màu đen đâu, có lông chuột nè chị Vy. Mà không có size 33, chị chỉ còn đôi chiều ca quần. Quần dây bao nhiêu? 300 ngàn. 300 ngàn một chục á chị Dung. Đây nè chị, size này chị vừa nè. Quần này là quần lông chuột chứ không phải đen. Em nói thật với mấy chị, khi mấy chị mặc một cái con quần xưởng với lại một cái con quần xưởng và một cái con quần của thằng hàng xuất đó mấy chị. Cái vải nó sướng lắm mấy chị, quần hàng xuất nè. Mấy chị mặc bao nhiêu năm cái quần hàng xuất nó cũng không bao giờ nó hư. Em nói thiệt luôn á, cái vải của quần hàng xuất nó đã lắm mấy chị. Trời ơi, đầm với xích tết ra liên tục luôn á chị Huyền. Để chút nữa em đăng cho. Chút nữa em lên xếp cho mấy chị chọn nha. Yên mặc quần lưng nhiêu. Chị Thái Huyền cứ đưa lên chiều cao cân nặng đi. Lưng của em 100 nhưng mà quần này eo chỉ có 95 thôi. Quần này eo 95 mà ngày hôm nay lên mã quần nào mấy chị cũng thích hết á. À, chị cứ đưa lên đây, tại vì cái chị biết sao cái thằng hàng xuất chị nhìn cái quần nó nhỏ lắm. Nhưng mà khi lên cỡ nào mấy chị cũng vừa hết trơn á. Chị Trần Hà Vy có thích cái quần này không? Quần lông chuột. Mà thực sự những con quần này mỗi mẫu nó có một cái thôi. Chị Thái Huyền muốn lấy á. Chị Thái Huyền canh khoảng cỡ eo 95. Eo 95 tới 100 lẻ mấy là chị Thái Huyền vừa. Chị thấy cái quần này bé bé chứ cái eo nó ra cũng được 100 á mà em chưa kéo giãn hết luôn. Quần mấy chị phải mặc như thế này nè đó. Mấy chị phải mặc này eo 95 mà eo em 100 vẫn vừa nè mấy chị. Quần này mặc sướng lắm. Không phải như hàng xưởng đâu. Rồi chốt quần lên. Nhiêu qua nè, eo nhiêu qua nè. Eo 95 đến 100. Eo 95 tới 100 quần lưỡng. Cứ 208 ngàn một quần nha. 1m52, 70kg cái quần màu lông chuột đó chị Trần Hà Vy vừa nha. Chị Trần Hà... Ê cái quần này mất dạy lắm mấy chị, nó rách ngay đít đi nè. Dạ quần này chỉ có em mà mặc được thôi, mấy chị không mặc được đâu. Nhưng mà em vẫn thích con này chứ. Có mặc hả? Có quần
con này nè mấy chị. Đó, mấy chị thấy không, em rất là dùng từ rất là lựa quần rất ư là mất dạy đây ha. Đó, quần hàng xuất mà khi mấy chị thấy tụi nước ngoài nó hay mặc quần đó là toàn những quần hàng quần này nè. Đây là xuất châu Âu mà, hàng quần này xuất châu Âu nha mấy chị nha. Mà quần hàng xuất thì nút thì nó cắt sẵn nha mấy chị nha. Quần hàng xuất là nút cắt sẵn, nhớ giùm em. Có rinh đùi 74kg, có chị 220.000 cái. Chị lấy mấy cái để em dơ liền cho chị coi luôn. Quần này eo 80-86 nè. Quần này eo 80-86 nè. Có chị, có 74kg phải không chị Nguyễn? Đây, điểm ông chị quần phối sơn nè, quần phun sơn nè. Ok không chị điểm? Ok thì báo em nha. Ok thì báo em ha. 80-86, rin không rách. Có rin không rách với lại rin lớn bữa nay có luôn nha mấy chị nha. Rin không rách, con rin này là 75-90kg vừa nè, 220 mấy chị coi vải nè. Quần sơn, quần đùi sơn 75-90kg. Từ từ, quần đùi sơn 75-80kg hoặc là quần đùi rách 75-80kg. Bịch đó trên, bịch đó trên kệ là kẹo quá chứ. Kẹo dẻo, kẹo dẻo chứ ơi. Đang đang lựa cho chị nè, em đang lựa cho chị nè. 74kg không? 74kg cao nhiêu rồi chị điểm ơi. Em có anh con còn cỡ dưới 70kg nè. Chị nào dưới 70kg lấy cái con quần này, chốt giùm em quần sọt dưới 70kg nha. Quần sọt rin này mấy chị nên lấy đi nè, bãi đẹp ra 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 không thích lộn lắm. Dạ Lan lấy nè, đang lựa size nè. Có size mới đưa cho chị chứ, không có size đâu đưa. Dưỡng dưỡng mà không có size là không có đưa nha. Đi kho hốt được hai con áo ba lỗ cà rồng tạp. Nay phải mặc cà rồng tạp lên nhỉ. Mấy con quần này để coi thử kiếm có size chị không ạ. Quần không rách eo chính có giả, chờ chờ em lên chút. Dạ một bịch đi, một bịch là kẹo là cho là 50.000 mà hai bịch thì 90.000 chị. Đây nè, chốt cái này cho chị Nguyễn điểm nè, 220. Lọt dây chỉ có trắng và xám thôi chứ. Chị Nguyễn điểm nè. Rồi cái này của chị Nguyễn điểm luôn nè, cắt logo chưa? Cắt này chưa? Nguyễn điểm luôn nè. Bán em hai con đó đi chế ơi. Chị làm gì có tiền mua. Chị làm gì có tiền mua. Chị thích con cà rồng tọp đen hả? Ok để lại chị nha. Để lại chị giá vốn vô đó. Hàng cà rồng tọp đen này 90.000 của chị Thùy Dung. Quần rin ha, quần rin hàng xuất mà mặc với những con cà rồng tọp này là hơi bị sướng mấy chị. Thiệt. Chị không có quần, chị không có tiền đâu chị Đen ơi. Có quần rin cỡ to đấy, đợi 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 em đang lên em lựa cái quần này cho chị gì đó cái. Đợi em chút xíu nha, em lựa quần này cho chị. Quần này chị nào mà 70-80kg mặc được nè, quần lai lật nè, 220 sọt ha. Mấy chị quần này mấy chị phải ngồi chờ em lên từng cái nha, em không có lên nôn được nha. Em cái lông chuột đi. Áo phà lọp tợp á hả? Áo phà lọp tợp á hả Trang? Nè ngồi rửa lựa hùng rin nè Trang ơi. Phà lọp tợp của Trang 90.000. Cắt luôn. Nè chị gì ơi, Trang Trang. Quần này là quần lông chuột nè. Ở bên hông là cái dây đá kim tuyến nè Yên ơi. Quần rin thun màu xanh đen không? Có chị, có nha đây. Mấy chị ơi, bánh ngon nha. Dạ bánh ngon chị lòng người lấy nè mấy chị. Chúng con lấy hai bịch kẹo với 4 gốc dây được. Ai vậy? Nguyễn Dung. Chị Nguyễn Dung lấy hai bịch kẹo bảy ơi. Với lại mấy quần lót dây vậy? Quần lót ai giấu rồi. Trời ơi quần lót dây này về đã lắm. Hai cái lót tổng thôi chị mặc vừa được. Hai cái lót dây là tổng 3-420 hả? 4-320. Hai 3-420 gì cũng được. Thôi cái vải này về thế nào chị Dung cũng mê luôn á. 4 cái quần lót dây, 4 quần lót dây. Không quần nữ chị. Quần nữ không có nam đâu. Quần này quần nữ hết á. Đây nè, quần này là eo 90. Quần này eo 90 nha. Hai bịch kẹo đi vậy. Rồi em cái quần không đó. Hai bịch kẹo của chị Quốc Khang. Quần này là quần màu lông chuột mà đá chạy hai bên đẹp lắm nha. Chị nào chưa có mẫu này thì chốt cho em. Cứ quần dài là 280 ha. Quần dài
dài 280. Quần lót dây chị Linh mặc không vừa đâu. Quần này là 280, eo 90. Eo 90. Eo 90. Quy eo 90 hỏi của ai? Chưa ai mua hết trơn á. Quần này size nhỏ nè mấy chị ơi. Quần này size nhỏ nha. Quần này con này size nhỏ nha. Nhưng mà con này là con ống bát. Thôi con này mà chị nè, dưới 68kg là hơi bị đẹp luôn. Con này chị Phan Mỹ Linh dưới 68kg hơi bị đẹp. Lấy quần đó cho chị Phan Mỹ Linh. Quần dài lông chuồn. Trời ơi chị nào mà con nè, chị nào mà dưới 68kg quốc cái con quần ống bát này 280. Em nói thiệt với mấy chị là mê mẩn luôn. Dưới 68kg chị Trang ốm nhôm ốm nhách mà chế cái gì đi chỗ khác chơi đi. Lấy cái quần đó cho tôi. Quần này của chị Huyền Trang đúng không? Inbox quần ống bát đúng không? Quỷ này thì quỷ này thiệt á. Cái quần này 55kg cũng vừa. 280. Quần này size 27. Ống bát quần này chị Ca Bành vừa nè. Nhưng mà quỷ Trang lấy là quỷ Trang lấy rồi Huyền Trang. Còn nhiều lắm, hôm nay em về gần 300 quần mà mấy chị. Có như kho không hết. Ai hỏi chính tất thì hôm nay có về chính tất. Trời ơi, chính tất hàng xuất chứ không phải chính tất hàng xưởng đâu mấy chị. Chính tất này là chính tất hàng xuất mà không có rách nha. Không có rách cũng không bớt đâu chị Trang. Tiên bóc chị Huyền Trang. Huyền Trang gửi cái viên không tôi nha. Nợ tiền mãi mọi người nha. Quần này là eo khoảng cỡ 95 đến 100 nè. Chị nào chốt quần chính tất eo 95 tới 100 chốt giùm em quần này. Ai ghi? Eo 95 tới 100. Nhớ cắt cái logo. Eo 95 tới 100 quần này. Chị nào chốt quần này chốt giùm em quần lửng eo 95 đến 100. Ai mà size 27 con còn này nha. Ai size 27 còn nha. Quần chính tất đưa cho Trang ơi. Dạ không chị Ca Bạch. Không chút xíu nha. Có sọt 88kg chị Hân Ngọc, có hai mẫu nè. Đúng rồi. Đúng quần ông rách á. Nè có hai mẫu size của chị Hân Ngọc nè. Size này của chị Hân Ngọc và quần co giãn luôn. Cái này là quần sơn nha chị, quần sơn. Đó. Còn cái này là quần này có rách nhưng mà nó có đắp chéo cho nên ở trong nó không có rách nha chị nha. Hai quần này chị Hân Ngọc đều vừa ở 220. Dạ, cái quần ống bát của chị thường lửng. Quần này nè chị, quần xúc nè. Quần xúc chị. Thấy không? Thấy lúc đúng không? Cái này này nè, đó, ngay đúng luôn nè. Ngay đúng hay rung lúc đúng gì đó. 280 hết. Ngay đúng hay lúc đúng gì là đã nằm ở cái ngay khúc đó luôn chị. Lấy con quần sơn. Cái quần rách đó là đẹp lắm nha chị. Lấy con quần sơn của chị, của Hân Nguyễn 220 nè. Hân Ngọc. Cái con này nè chị, cho chị coi nè. Đó, nó vậy nè. Đấy, Hân Ngọc. Quần sơn. Còn con này nữa là chị, con này là lai lọc. Chị ơi, con này lai lọc, có lấy luôn nha chị Hân. Con này sai chị luôn. Con này sai chị luôn ha. Quần là em nói rồi mấy chị ơi. Hôm qua chị nào mà dành cái quần beo của em, hôm nay có được hai con quần beo. Nhưng mà chưa biết nó nằm đâu. Quần này là quần chính tắc nha. Mấy chị tranh thủ chốt với cái quần chính tắc. Tại vì 6-7 cái thôi nha. 6-7 cái. Con quần này là eo 90. Chị nào chốt con này eo 85 đến 90 thì chốt con này. Lấy một cái sọt rách nữa. Dạ ok chị, một cái sọt rách. Có lấy lai lọt báo em luôn ha. Con này là eo 85 đến 90 nè. 220 của chị Hân. Hân gì đó. Con này là eo 85 đến 90. Dán đi. Eo 85 đến 90. Đẩy cái quần này vô trong. Chút xíu chưa cho con ngồi nè. Con kiếm con nào không rách đây. Không rách. Không rách nha quý vị nha. Không rách. Không rách là màu xanh đen rất là đẹp nha. Không rách size nhiêu. Không rách này size 86 đến 92. Không rách eo 86 đến 92. Chị nào chốt không rách eo 86 đến 92 chốt giúp giùm em quần hàng xuất khẩu châu Âu nha. 86 đến 92. Con này không rách nhưng mà co giãn ít nha mấy chị nha. Con này không rách nhưng co giãn ít. Mà con này là ống gì mấy chị? Con này nó giống như ống rộng ấy. Con này giống như ống rộng á, sọt và có em không? Có sọt màu đen với trắng không? Kiếm cái cục quần mà sọt đen với sọt trắng size lớn của chị Hân Ngọc ấy. Eo 86 đến 92 của chị
Linh, eo 86 đến 92. Mấy không biết kiếm đâu, con đi qua kiếm đi. Một là con hai bi, cái con sò hồi bữa đi mà cái chữ N á. Tên này nè, con cái cục này nhỏ lắm, cái chữ N mà. Nè, sò có 8 mâm, đại khái dĩa quên mẹ đó. Rồi con này là không rách, con này chiếc phơm nó dùng từ phơm bụi đời á. Con này mà mấy chị mặc mà giày thể thao á, mấy chị đẹp lắm. Con này mấy chị mang cái giày thể thao mấy chị săn lên như thế này nè. Tại vì nó co giãn ít, nó co giãn không có nhiều nha. Nhưng mà con này mấy chị mặc mà giống như Ngọc Trinh mà bụi bụi mà thả cái đáy quần xuống á. Nó dễ thương lắm mấy chị ha. Nó rất là dễ thương. Con quần này eo 85 đến 88. Bánh kẹo có gì không? Dạ có chị. Quần này. Quần này có. Chị ơi, có con quần này là của WF là size của chị nè. Của size 35 mà nè. Này size 35 mà con. Con này chị vừa nè. Con này chị Hân Nguyễn vừa nè. Con này là 200 nè. Con này là quần tới đầu gối. Con này quần hàng xưởng nha. Con này quần tới đầu gối. Xem có quần to không, lấy hộ xong. Đang từ 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 chị. Biết sao bây giờ cái này mà không có like theo yêu cầu được. Tại mỗi mẫu nó có một cái nè chị ơi. Mỗi mẫu nó có một cái duy nhất thôi. Mỗi mẫu nó không có có nhiều quá chị. Có, nó có màu đen với màu trắng. Con con cái cục đó đi, chị không nhớ nữa. Nó còn có 2-3 cái à. Cái bao ở đây. Không, nó trên này nè. 1-2 cái, 3 cái gì vậy. Chị ngồi chơi với em chút đi chị. Ngồi chơi với em chút xíu đi. Con này là chính tóc. Ủa con này vải đẹp ghê mấy chị ơi. Con này ở trong có bạ nha. Con này ở trong có chia dấu nè. Đó. Con này thôi mấy chị đừng mua nha. Để em nè. Con này là bằng con hồi nãy nè. Con này ít rất hơn. Con này eo 100 nha mấy chị nha. Con này eo 95 đến 100. Quần này quần chính tóc không rách. Eo 95 tới 100 là quần này tương đương khoảng cỡ 75 đến 85 kg á mấy chị. Quần này tương đương khoảng cỡ 75 tới 85 kg là quần này nè. Chốt giùm này quần gì eo gì bị. Eo 95 tới 100 chính tóc nha. Eo 95 đến 100 chính tóc. Đây là một con quần size 80. Con này khoảng cỡ 70 kg. Em nói con này khoảng cỡ 70 kg nha mấy chị nha. 70 kg con quần này. Con này eo khoảng cỡ 90 đến 95. Con này eo 90 tới 95. Nếu mà con này em mà đứt vô thì đứt vô vẫn được nha mấy chị nha. Con này khoảng cỡ 75 kg. Ở sau nó có một cái đường rách ngay góc chân. Bánh kẹo có chị, có nhiều thứ lắm. Ở đây cái là cái túi nó bị rách nè. Đợi chút xíu. Có không con? Không có, thôi đi. Quần này eo mới nói nhiêu qua nè. 90 tới 95 quần dài. Eo 90 đến 95 quần dài. Con này hơi lớn nè. Con này chị nào 80-85 kg vừa nè. Con này chị nào. Quần đẹp mà mấy chị bán quá. Con này là eo 100. Con này eo khoảng cỡ 96 tới 102. Eo 96 tới 102 quần dài. Eo 96 tới 102. Em mê mấy cái con rách bự này lắm mấy chị ơi. Em mê mấy cái con quần rách bự này lắm. Mặc lên nó bụi đời chợ lớn lắm. Eo này là Trịnh Quỳnh Tú vừa nè. Đó. Xếp lại đi. Xếp lại từ từ trực sau. Đây là con lông chuột nha mấy chị nha. Đây là con lông chuột quần dài. À, con lông chuột quần dài. Túi nè. Túi bị rách nè ha mấy chị ha. Ở dưới thì rách ngay đầu gối. Ở phía dưới đầu gối nha. Con này rách dưới đầu gối. Lấy eo 96 của chị Thảo Trần. Hình như cái trên cùng là sao không? 96 tới 102. Con này là eo khoảng cỡ 97 tới 102 nè. Người là 97 tới 101. Con lông chuột đây nè. Đây là con lông chuột nha. Vải rất là co giãn nha. Đây. Con này lông chuột vải co giãn dữ dàng luôn. 90 nhiêu qua nè. 97-101. Con size lớn. Dạ có size nhỏ nhiều lắm chị. Chị ngồi chơi với em đi chị Cao Bằng. Ngồi chơi với em một chút nha. Ngồi chơi với em một chút. Con này eo nhỏ nè. Con này eo nhỏ. Đâu 96 tới 102 chị. Long chuột em
vừa không? Lông chuột chị Thùy Dung vừa. Lông chuột chị Thùy Dung vừa. Lông chuột em còn vừa, mà lấy lông chuột của chị Thùy Dung đi. Con này eo 92 nè. Con này eo 88-92. Chị nào eo 88-92 quý con này eo 88-92 nha. Ai ghi? 88-92. Lấy chị Thùy Dung con lông chuột đi. 88-92. Con này hơi bự. Con này hơi bự, con này phải 90kg. Con này hơi bự mấy chị ơi, con này eo 100 còn co giãn ra khoảng cỡ 4cm là con này eo 99-104. Con này quần ống bát nha. Con này eo 99. Dạ xả cái của chị Thảo Trần ra đi. Con này eo 99-104 chưa tính còn chút xíu co giãn nữa ha. 99-104. 99-104 con ống bát. Chị nào chốt 99-104 chốt lên giùm em con ống bát không co giãn. 99-104. 99-104. Cứ bốc đại tới quần nào thì em like quần đó nha mấy chị. Con này chín tấc nè, con này chị cây bành mà cũng được ha. Con này khoảng cỡ 60-70kg. Con này khoảng cỡ 60-70kg nha mấy chị nha. 60-70kg mấy chị ơi. Con này 60-70kg. Eo khoảng cỡ từ 88-94 co giãn. Mấy con này mấy chị phải mặc co giãn nó mới sướng. Con này là quần lửng mấy chị. Con này quần lửng nha. Quần này là quần chín tấc. Nhiều lắm mấy chị ơi. Đây, con này bao nhiêu người trông đợi đây. Hồi bữa em mặc có cái quần này mà bà vú với ông Phước lúc nào cũng lấy cái quần này ra rồi bán hết mấy chị. Ha. Eo. Eo 96 mấy chị, 90-96, eo dùng quần beo. Eo quần beo 90-96 nha mấy chị nha. Eo quần beo 90-96. Chị nào chốt 90-96 chốt quần beo cho em. Trời ơi, quần beo có một con à nha. Muốn nữa không có à. Ống bót á chị. Thì giờ đụng lên cái nào cái mình like cái đó chị ca bằng. Chứ quần này nó có một mẫu à. Quần này quần ống rộng nè. Quần này cũng có một cái thôi. Lấy beo cho Thái Huyền. Con nó đẹp lắm chị Thái Huyền. Quần này có một cái thôi hàng xuất ha. Nay bán đồ ăn nhiều vậy chứ. Bán thêm gái nay hàng like đâu có chạy đâu. Bán thêm thôi. Cái suất này là hàng xuất châu Âu. Trời ơi em thích ghê. Mỗi mẫu nó có cái nó thích ghê. Con này là 99-104 ống rộng. Con này 99-104 ống rộng. Hàng này đều là hàng xuất châu Âu hết nha mấy chị nha. Cho nên cái vải nó sướng lắm. Vải sướng lắm. Quần này thằng ống rộng nè. Nhiều 99-104. Quần này có hai cái mặt hai bên. Không có đụng hàng đụng háng nha. Tất nhiên mấy chị. Cái quần xanh này nhỏ thì chốt được chị cho bằng chơi cho vui. Đây mấy chị ơi, phải đưa cái trên của cái thùng bánh, nó bánh của xin với chị giữ hôm nay lấy cho con ơi. Đây mấy chị, quần này rất xéo ha, rất ba cái đường xéo, ba đường xéo với ở dưới có like nè nha mấy chị nha. Hello chị Lâm Hằng. Eo 100, eo 96, eo 94-100. Quần này eo 94-100 nè. Mấy quần này em lên em chụp là mấy chị hốt liền. Đây, quần này eo 94-100. Chốt quần. Không ai chốt hết. Mình chốt. Quần này size khoảng cỡ dưới 72-73kg. Ở dưới cái like quần này nha mấy chị nha. Dưới like quần ha. Dưới like quần. Dưới đai quần nha mấy chị nha. Quần này eo nhiêu. Nói chung là quần này dưới 75kg á mấy chị. Quần này là con quần em đang cầm nè. Con quần dưới 75kg nè. Thôi cũng tới dưới 75kg và dưới 82kg luôn á. Quần này chị nào mà 70-80kg hút. Eo 102. Eo 90 ghi 96 đi. 96-102 quần này. Eo 96-102 nha. Mấy con này là em vừa hết á. Mấy con này là em vừa hết á mấy chị. Kẹo dẻo. Hai bịch 90.000. Bánh mochi chứ đi. Ăn bánh mochi đi mấy chị. Còn có đúng thùng 200.000. Không biết bán lô này nhiêu mà thấy ăn hết miệng thùng rồi đó. Bánh mochi nha mấy chị. Hello chị Phương Thảo. Trời quần nhỏ đâu, quần lớn đâu.
siêu bự. Đây, chị cá bành. Con này chị cá bành dừa. Con này chị cá bành dừa. Rách cũng không có nhiều. Dạ kiểu gì ở đây nè chị ha. Chị lấy cái bàn mấy cái kiểu dẻo quá chị ha. 90 ngàn, 90 ngàn là 2 bịch kiểu. Còn bánh tím với bánh đỏ là 90 ngàn hộp. Nó không có ngọt nhiều đâu, nó không có ngọt nhiều đâu mấy chị. Con này size nhỏ nè, có phải ăn không? Quần này size nhỏ nè. Quần này eo dưới 88 nha. Quần này eo dưới 88. Quần này con gọi dưới 70 kg nè. 84 tới 88. 84 tới 88. Chị nào cần mua quần thì ngồi lại với em ha. Quần này size nhỏ luôn nè. Kiểu ngon, con em ăn. Con em ăn no phải giấu bớt sợ sâu lắm. Quần này eo lấy 4 bịch kiểu dẻo không. Quần này eo 92, 86 đến 92. Quần này eo 86 đến 92 nè. Em like còn một người em vẫn like nha mấy chị nha. Tại vì em ghi cái size vô đó. Ghi cái size để mai mốt bán cho nó mong. Để em lấy cái set bộ ra. Cái lồng quay. Mày lấy cái bao này, lấy cái set bộ tay lời đi con. Cái bịch gì đây hả? Bịch đó là bịch gì á? Bịch móc ha. Anh Tư ơi, đưa lên trên cùng em đến bên móc xịn không ạ? 4 bịch kiểu dễ mua chị không? Để hôm qua còn có bao đồ beo về đâu rồi. Cái bao nó mới về bỏ lên đây luôn mày. Đó, cái bao nó quay bỏ đây luôn. Hôm nay đồ bộ cho mấy chị á nha. Để em like kìa mấy set váy và áo sơ mi trên bao nhiêu á chị Nguyễn. Nguyên set thì 300 mấy chị, chân váy có kho giãn nha. Bộ này mới về tối hôm qua nè. Thêm 2 bịch nữa. Thêm 2 bịch nữa mấy ơi. Hộp đỏ, lấy con bắt hộp tím hộp đỏ. Bộ này tối qua bán nhiêu vậy? 240, 250 vậy? 240 mấy chị, bộ này 240 nha, quần tay. Quần tay nha mấy chị nha. Kèm với lại áo này dễ thương không mấy chị. Bộ này là hai hơi bị dễ thương luôn. Bộ này là 240 này mấy chị. Áo không dài lắm nha, áo vừa tới lưng quần thôi. Bộ này 240. Còn mấy chị muốn áo mà xuống chút nữa mấy chị tháo cái dây ra ha. Bộ này 240 là có 4 size này chị Liên ơi. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Đây là bộ beo. Tới lần rồi con đúng vậy, con coi từ cái hàng hôm qua về cái bộ beo đâu. Này. Bánh này thì 90 ngàn một hộp nha mấy chị nha. 90 ngàn một hộp bánh này ha. Cái kiểu dễ ngon. 90 ngàn một hộp. Còn khô heo thì mấy chị biết ăn rồi. Ăn em mấy năm rồi biết khô heo bên em ha. Khô heo 140 mà khô gà xấy bơ thì 70 ngàn. Nói vậy á em là con vô đa dạng ra phong cách luôn gì. Em bán cũng được hết trơn á. Bộ này về cũng 240 nè mấy chị. Bộ này mới về ngày hôm qua luôn. 240 là bộ beo. Đây mấy chị ơi, em tháo cái dây cột ra nha, về mai mốt mấy chị tự cột cho mấy chị biết là có dây ha. Bộ beo có tổng cộng 4 size. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Đây. Đây khi mấy chị mặc lên là nó sẽ như thế này nè. Đó. Rất là xinh nha mấy chị nha. Tổng cộng có 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Cái cột cổ đẹp ghê luôn mấy chị. Hộp con gà 70 ngàn. Mấy chị coi cái quần của bộ beo nè. Cái quần bộ beo lạ lắm nha. Thiệt. Cái quần bộ beo nó may theo form quần tây nè ha mấy chị ha. May theo form quần tây. Mà mấy chị coi ở dưới nè. Ống bát mà có xỉa nè. Ống bát mà có xỉa tà trước nè. Bộ này 200 tính ra 240 quá rẻ luôn mấy chị. Bộ này mà tính ra 240 là hơi bị rẻ. Chị nào chốt bộ này chốt giúp giùm em bộ beo nha. Lấy bộ beo rồi. Cái bộ beo xây lên là bỏ cầu thang hay lùng. Với là cái bộ này có quay đem lên lòng chụp hình như vậy vậy. Bộ beo kèm
kèm số ký đi. Bộ beo kèm số ký giúp nha. Beo kèm số ký. Mở này trong đó con. 75 ký lấy L một con lê. Bỏ bộ này vô bao này lại. Nghe nói ngày hôm nay về hàng giá rẻ, giá rẻ rồi gì không biết hàng gì để em coi thử hàng gì. Nghe nói nha. Hôm nay về 2 bao bao gì á? Sau đó là gì cơ, lấy cái gì coi, hai mấy bộ vậy? Sau đó là gì, quần khoảng quần rồi đưa quần qua đây. Giá trời cho quần lửng hay quần dài cho em xóa em bán một cái. Rồi quần, không biết quần lửng hay quần dài, mở con. Mở em về. Dành lộn với con quần 200 ngàn nè. Đây, bao nhiêu người dành lộn với con quần 200 ngàn? Ai chốt quần chốt lên giúp giùm em. Ai chốt quần chốt lên giúp giùm em cái nha. Hồi bữa nó không có cái dây trên bụng thì hôm nay nó ráp cái dây trên bụng. Nó đáng lẽ là 201 nhưng mà vẫn tính với chị 200. Ok chưa? Hai cái này của chị Trang gì tối hôm qua anh ơi. Chị Trang gì quên mất rồi. Trang Nguyên gì Phú Dụng. Ở Trang muốn chọn này. Chị Trang muốn chọn ha. Chị Trang muốn chọn hai cái nè. Hai cái 400 ngàn của chị Trang muốn chọn. Kẹo bông gòn lẫn 200 ngàn của kẹo bông gòn. Ngày hôm đó mấy chị dành lộn em có một con đúng không? Ừ. Nhưng mà sẽ chốt thêm con cho em á. Con này có lưng nè. Con hồi bữa em mặc cho mấy chị không có lưng. Em nói thật sự là mặc con này vô mấy chị có ghiền bao nhiêu người đặt con quần này. Thật sự mà. Cái này là hàng cũ rồi đó. Cái gì vậy? À chị đang rồi, rồi mai đi nha. Mai đi. Mai đi quần lửng mà. Đi chị Trịnh. Tùy Dung hay Tùy Dung à, Tùy Dung quê lấy hai. Ủa Tùy Dung hôm qua lấy hai quần lửng là quần lấy jean hay quần này ta? Em làm mới về lên áo khoác chưa, cái cục hàng đó nó lưu lạc về Hà Nội rồi. Chưa lên áo khoác jean luôn. Ai lấy quần lửng này ta? Bà nội cha nó ai lấy quần lửng quên mất mẹ rồi. Ai bữa nốt lại lấy quần lửng Trang Nguyên hai quần. Ngân một quần lửng. Ngân hưởng nè. Ngân hưởng một quần lửng. Em, trời ơi cái con quần này hồi bữa về được có mấy chục con, hai mấy ba chục con trong tối là hết trơn luôn á mấy chị. Quần lửng bằng qua em có mặt em khoe mấy chị quần dây ấy. Chị nào chốt con lửng này thì chốt giúp giùm em lửng ha. Con này chắc phải là đem xuống mình giữ quá. Chị em giữ cái chút nữa con. Hello chị ba. Có chị nào chốt lửng nữa không? Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg mà quần co giãn rất là mê nha. Mặc mấy con baggy này cỡ nào mấy chị đóng cùng nó cũng gọn hết. Để chắc nổi không phải. Xuống nhà giữ luôn đi. Hello. Bà chế mới được chồng chở. Không phải bỏ sau lưng này rồi. Tiên bỏ sau lưng giùm con đi. Hello. Bỏ sau lưng giùm con. Rồi đưa tao lên đây nè. Rồi lên tiếp đồ ở nhà nha. Lên tiếp đồ ở nhà cho mấy chị ha. Trời quần tây quần lửng về đẹp quá chị Tiến Nguyễn Thị ơi. Chị có quần ống đen không? Quần ống đen. Quần ống đen là quần gì á? Con cắt cái bao luôn rồi đi.
đồn bộ này có 150.000 rồi mấy chị, mà bộ nhà dễ thương lắm. Bộ này có 150.000 rồi nha, mà bộ nhà lấy ra luôn một bộ màu trắng cho con. Nó có bộ màu trắng và bộ màu đen, mà bán cho mấy chị chỉ có giá 150 thôi nha mấy chị nha, 150. Có bộ trắng và bộ đen nha mấy chị nha. Đây là Burberry đen nè. Đây là Burberry đen ha. Đây mấy chị, đây là Burberry đen. Bộ này 150.000 nha. Bộ này 150.000. Và còn một mẫu nữa là Burberry trắng. Còn một mẫu nữa là Burberry trắng. Đây mấy chị, một mẫu nữa là Burberry trắng 150.000 bộ nha mấy chị. Vải đẹp lắm. Vải đẹp, vải đẹp thê thảm luôn. Đây, nó có đủ size 60-70kg một size, 70-80kg một size, 80-90kg một size và 90-100kg một size. Chị nào chốt mẫu này thì chốt lên giúp dùm em Burberry trắng hoặc đen. Kẹo bánh á, nó có hai loại, nó có Burberry trắng và Burberry đen. Nói chung về vải thì mấy chị yên tâm, tại hàng này xưởng của em, không phải xưởng của nhà người ta nha mấy chị nha. Xưởng này của em, chị nào chốt được thì chốt lên giúp dùm em ha. Xưởng này xưởng của em, cho nên là bộ này lên cho mấy chị là 150.000. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp dùm em 150.000. Rồi lên tiếp quần riêng nha. Nãy ai hỏi đen đâu rồi? Nãy ai hỏi đen ta? Chị gì hỏi đen ha? Chị gì mà chị ca bành hả ta? Đây đây là quần đen nha. Con này size không lớn đâu. Lên tiếp quần nha. Lên tiếp quần cho mấy chị. Quần này eo là 90 mấy chị. Quần này eo 90. Quần này eo 90. Eo này chắc khoảng cỡ 65, 67, 68 kg à. Quần đen. Bộ đâu em xem. Quần này eo bao nhiêu quên rồi. Bộ đây nè em, có hai bộ. Ở quần Burberry ha. Quần Burberry và áo mờ và áo. Đây. Quần Burberry và áo ha. Bộ này 150. Có quần Burberry mà áo màu đen nữa. Nguyễn Điểm nó y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn. Sao bể điện thoại không? Hả? Dùng sao bể điện thoại à? Áo này là áo đen nè chị Điểm ơi. Xài lâu quá. Đừng có xì. Ta dùng bao nhiêu lâu là không có bể cái màn hình luôn á. Mày với ba mày y chang vậy đó. Bộ này mà mấy chị mặc vô cái áo, vải áo mấy chị mê lắm. Bộ này nè. Để lùng đi xuống thì dưới ấy chụp hai mẫu này đi con. Chụp hai mẫu đi. Điện thoại. Cái điện thoại con đó. Điện thoại con chụp không kịp. Rồi điện thoại. Con này thì rách ngay đầu gối nè. Lấy bộ trắng hay bộ đen chị Điểm ơi. Con này rách ngay đầu gối nha. Con này rách ngay đầu gối mấy chị. Cái ngay đầu gối à, con này chị gì đó lấy được nè. Chị gì ta, chị vừa nãy hỏi đầu tiên cái quần ta 23 chữ cái gì vi vi gì. Ừ chị Trần Hà Vi đây nè. Để chị Trần Hà Vi cái quần đen này đi. 70kg 1m5 mấy á, Trần Hà Vi. Chị
Không mà hả? Để chiều này chị đi xuống thôi, chị lấy giùm cho em cho. Lấy giùm, tại vì biết sao không? Cái áo bên này mua không nổi đâu. Em thấy quần hàng xuất châu Âu không? Mày ra tới 280 thì áo nó mắc cực kỳ. Nhưng mà nó đẹp em, nó đẹp. Cái chất liệu vải nó khác liền. Chứ không phải cứ nghe cái hàng xuất là quy vô là nó vậy, vậy là nó cũng không đúng. Đó, cho nên là quần này không có rách nè mọi người. Em thích rách là vậy mọi người. Quần này không rách, quần này chị đó cũng vừa nè. Quần này chị Vi cũng vừa nè. Quần này eo 90-95. Quần này eo 90-95 nè mấy chị. Quần này đẹp. Quần này đẹp nhưng không rách. Nhưng mà rất là đẹp nha. Từ cái vải tới cái quát nó rất là đẹp luôn. Eo 90-95. Eo 90-95 nãy giờ có cắt không mày? Eo 90-95 nha mấy chị nha. Eo 90-95. Quần này size lớn nè. Quần này size lớn không có rách. Size lớn không rách. Quần này eo 100 là eo 98-102. Nhưng mà quần này quần ống bát nha. Quần này chị nào eo 104 cũng vừa. Quần này là quần ống bát. Mấy chị lưu ý giúp em, quần này là con ống bát nha. Con này con ống bát. Ha, có quần riêng nam không? Chưa có lô nào luôn mấy chị ơi. Chưa có lô nào luôn. Quần này eo tới 98-102. Quần này là ống bát. Chị vừa không 33 cực ký rách. Chị vừa không. Là cái nào chị? Cái nào em đọc cái nào eo lên? Không rách hay rách chị? Không rách. Ừ cái này hả? Chị đủ hình như chị Nguyên Phạm hả? Quần này chị Nguyên Phạm vừa nè. 280 của chị Nguyên Phạm. Cái quần ống bát cái con hồi nãy á, chị nào mà khoảng cỡ từ 70 ấy, chị lấy quần ống bát của chị Đăng Nguyên nè. Đưa qua cho anh Tư bỏ cho. Đăng Nguyên 280 cắt ra. Cắt ra em đó. Chị Đăng Nguyên cái quần ống bát này lên với cái đôi đế xuồng hay cái đôi năm phân là đẹp lắm mấy chị. Ai còn mê jean thì cứ ở lại nha. Còn không mê jean thì cứ ra. Quần này chị cái bằng dừa nè. Đăng Nguyên quần ống bát nè. Quần này chị cái bằng dừa khoảng cỡ 60-65 kg thôi. Quần này quần này nút nha. Quần này 60-65 kg cam đon luôn. Khỏi mất công đo. 60-65 kg hàng xuất ha. Chốt giùm em quần này 60-65 kg. Đây là 60-65 kg quần này. Để anh tự xếp đi. Thôi được rồi, được rồi. Quần này eo 106, eo 100-106 quần này. 100-106 quần này. Ha? 100-106 quần này lai lặt nha mấy chị nha. Quần này chị cái bành có lấy không vậy? Có lấy thì ok lên giùm em lấy ha. Quần này 100-106 nhung trương 208. Chị Yên ơi, đồ em gửi đi chưa? Chị Dương Loan ngày hôm nay gửi chưa? Gửi rồi hay sao á chị? Anh Phú chụp bill qua cho chị chưa? Chụp bill rồi là gửi rồi. Chị coi lại giùm em đi. Nha. Coi lại giùm em. Chiều nay nhận được áo đẹp xuất sắc. Ồ, 90 ngàn mà vải đẹp hả? Kim Thi, vải đã quá trời. Ở trên kho nó còn đâu? 120 mấy cái chị quốc về luôn. Quốc về luôn để dành bán năm sau cũng ngon nữa Thi. Áo rẻ quá mà. Eo như một lần nhiều à? 100-106. Cái quần này em 106 nè. Hả? Trời ơi, mấy cái con quần ngày hôm nay đẹp. Chị Ca Bành có lấy quần đó không? Báo em nha. Tay này cũng size của chị Ca Bành luôn nè. Cái sọt chưa có. Cái sọt không có size nhỏ. Để tụi em đi kiếm cái size mời chị cho sọt chưa có. Cái quần này cũng size chị luôn nè. Cái quần này không có co giãn mà quần này cũng size chị luôn nè. Lấy cái hồi nãy gài nút của chị Ca Bành đây xin thì chị số điện thoại. 1046 không, cái dưới nữa. Đó, 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 cái 60-65 kg của Ca Bành á. Áo luôn Nguyên ơi, phải đổi chứ Hiền ơi, cho em lay quần bữa nay đi. Con này là ống nhỏ, hả? Con này ống nhỏ, con này eo khoảng, con này không có giãn nha, con này không có giãn cho nên form rất là đẹp. Eo này từ 84-88, nha. Eo này 84-88. Chụp cái đó xong lên lấy bộ beo chụp nữa nha luôn. Bộ beo với cái bộ này luôn nè, bảy ơi. Lấy cho nó bộ beo lĩa này với cái bộ. Đúng rồi. Ủa
nãy giờ lai sọt rồi hả? Có sọt cho Kim Thi là 80 ký không? Con này eo 884 nè. Eo 84 có 88 nè. Dạ gái. Mình nhìn sọt hàng chút mình nó xỉu luôn á. Đây là quần sơn. Size của Kim Thi luôn nha, đây là quần sơn. Còn cái nữa. Còn 3 mẫu nữa. Đây là quần sơn nè. Cái không rách mới đưa lên đưa cho chị Nguyên Phạm. Cái không rách này nè. Đó. Cái quần này là quần sơn rồi nha. Quần này quần sơn nè gái. Ha. Quần sơn. Cái này hàng xuất hết trơn á. Quần bên chị mặc quần bên chị mặc là quần này là hàng xuất nè, 36 là tương đương cái này nè Thi. 36 nè, quần sơn, lấy cái con quần sơn này đi. Nè quần sơn luôn nè. Đó, nó cũng cùng luôn á. Rồi có con đây con lai lọc nè. Con này con lai lọc. Nói chung là hai con này em đều vừa hết nha. Hai con này em đều vừa hết gái. Hai con này không vừa đâu nha. Xin lỗi con này không vừa. Con này á. Con này còn cỡ 70 ký à. Con này còn con lai lọc còn cỡ 70 ký à. Kim Thi lấy hai con này đi Kim Thi. Kim Thi lấy hai con này đi Kim Thi ơi. Đây Kim Thi lấy con này đi. Rách quá có cái này không rách không. Con này cũng rách hết trơn á. Hàng xuất mà đa số nó rách. Con này rách ít nè. Con này rách ít chốt con này đi. Con Nguyễn thì rách ít nè. Con này cũng size nhỏ nha. Con này cũng size nhỏ. Con này cũng size nhỏ. Chưa kiếm có cái cục đó chị Hân ơi. Chưa kiếm có cái cục đó chị Hân. Để chút nữa em like xong em kiếm có em chụp qua chị ôm ưng thì em chốt ha. Chứ sợ em sợ hết rồi bữa còn 1, 2, 3 cái gì đó cái em xả hay sao em không nhớ là có xả hay không nữa. Con này cũng size nhỏ nè. Con này size cũng 84 tới 88 nè. Con này cũng size nhỏ là con này là nó rách ngay đầu gối phía dưới nha mấy chị nha. Con này nó rách như thế này nè. 84 tới 88 đi. 84 tới 88 là eo á. Ok, ok. Con này eo nhỏ nè, con này chị size của chị Ca Bành eo 82. Nhưng mà chị nào mà thích bụi đời là hút con này ha. Mấy chị coi cái ống nè. Chốt giùm em eo 82. Chốt giùm em eo 82 mấy chị. Eo 82 con này. Con này rách hay không rách cũng biết nữa. Mấy con hàng xuất ưng ghê em. Con nào em cũng ưng cái vải hết. Con này eo 94 tới 100 nè. Con này eo 94 tới 100 mấy chị. Eo 94 tới 100 ha. Con này eo 94 tới 100. Chị nào chốt con không rách eo 94 tới 100 thì chốt con này nha. Cái nào vi áp eo hết thì bỏ ra sau. 94 tới 100. Con này rách xéo. Con này rách xéo nha mấy chị nha. Ngày hôm nay rinh không. Ngày hôm nay rinh không luôn. Con này rách xéo. Con này eo 95 tới 100. Con này nói chữ 100 cũng không đúng. Con này eo phải là 90 với baby 98 tới 104. 98 tới 104 con này. Con rách xéo nè mấy chị. Con này rách xéo nha. Xéo đường hết ha. Đó 98 tới 104. Chị nào mà thích cái vải mà để mà nhẹ nhàng giống như legging á thì quất con này ha. Chờ có sọt chưa có sọt đó chị. Phải gửi nha chị nha. Quần eo 94 của chị Linh Trương. Chưa có sọt đâu chị. Hàng ngày hôm nay về là phải 1, 2, 3 tuần nữa mới có hàng đó lận chị. Cho nên là sẽ gửi nha. Chị nào mà 94 100 quần này là eo 94 100 là chị Linh Trương phải quần này không. Eo 94 100 phải quần này không chị Linh Trương. Phải thì ok lên giùm em nha. Chị nào mà thích quần rin mà nó mỏng mỏng, nó mềm mềm gần giống như legging á thì hốt con này. Thì hốt con này cho em nha. Em hút hoài mà nó không bớt một chút nào vậy. Rồi em gửi quần đó
thôi. Quần này eo 83 đến 88, quần này 83 đến 88, quần này eo 83 đến 88. Quần này quần gai nút nè, bà mấy chị coi ở sau cái túi đó nè. Quần lúc nãy 75kg rồi, chị phải đọc cái eo em lên, chứ chị kêu lúc nãy là em không biết, mấy chị thấy cái túi quần đọc không? Chị thấy nó chạy đường bờ, mong mấy chị ha. Con này mà gai nút trước nữa nè ha mấy chị ha. Con này gai nút trước nữa. Quần này là eo khoảng cổ 88 tới 95, 88 đến 95, chốt giùm em quần nút nha. Trời ơi con này đẹp nè. Con này chị Nguyên Phạm lấy con này thêm đi chị ơi. Con này đẹp quá. Con này 75kg cũng vừa nha. Con này 75kg là hơi bị đẹp luôn, hơi bị chuẩn luôn. Chốt giùm em quần nút nhiều hơn nè. 88-95 nha mấy chị nha. 88-95. Con này là quần co giãn, quần xanh đen. Ok đưa chị Nguyên Phạm đi. Con này quần co giãn à, con này là eo 90 nè. Con này eo 90 mấy chị đẹp ha. Con này hơi bị đẹp. Con này quá cũng hoa rách cũng vừa nè. Mà màu nó là màu xanh đen chạy chỉ vàng. Con này eo 90. Eo 90 con này nha, cắt chưa. Con này eo 90. Chị nào chốt eo 90 chốt lên giúp giùm em eo 90. Em có một con màu đen mấy chị. Em có một con màu đen. Hình như con này size hơi rộng một tí. Con này đen trơn nha. Con này eo khoảng cỡ 90-86 cơ. Eo 90-86kg vừa không? Không chị. Eo mà 86kg vừa phải eo 100. Eo phải nằm ở cái vòng mà còn cỡ 98-104 ấy là mới vừa. Lộn. 68kg vừa không vừa. Eo 90-68kg vừa. 68kg của Mỹ mà phải kêu 86kg. Lấy cái eo gì trên cùng với eo gì mới á. Eo 90 á. Vừa chị. Con này là con đen nha. Con này là đen trơn mấy chị. Con này là đen trơn. Con này eo khoảng cỡ 92-98. 92-98 con này 75-77kg nè. Con này đen trơn. Mà con này đen trơn mà không có rách nha mấy chị nha. Không có rách. Rồi lên cho mấy chị con màu lạ. Con màu này mà chị nào bụi bụi là mới thích ha. Con này à, ê, con này chị Cao Bành nè. Chị Cao Bành ơi, con này của chị nè. Có chốt không? Con này y chang con chị Trang hồi nãy nè. Chốt cho Cao Bành đi. 208. Đen của chị đen nguyễn kìa. Cho anh Tư bỏ cắt chưa. Đen của chị đen nguyễn. Lên cho mấy chị một con hàng thể thao. Chốt cho chị Cao Bằng. Lên cho mấy chị một cái con hàng để mặc với giày thể thao. Mấy con này mấy chị mặc giày thể thao hơi bị đẹp. Phải có những cái form nó làm hay lắm. Những cái form đó khi mấy chị mang giày thể thao, mấy chị lật ống lên nó xinh lắm. Eo 85-90. Con này eo 85-90. Con này chị sô-cô-la dừa nè. Con này chị sô-cô-la dừa. Con này là mang cái giày thể thao là chết. Con này mang cái giày thể thao là nhức nhói luôn á. Nhức xong nhức mũi nhức nhói luôn. Con này là quần chín tấc. Con này mấy chị ơi, khi mà rách nó có bẹ ở trong nè mấy chị thấy không. Khi rách nó có bẹ ở trong nha. Con này size 11. Con này chị nào 90kg cũng vừa nha. Con này chị nào khoảng cỡ 78-88kg. Size 11, 78-88kg con này nha. Con này eo 106 cũng vừa.
7-8-8 ký. Ở trong nó có miếng bạ hết nha mấy chị nha, cho nên rất cỡ nào mấy chị cũng không có thấy nha, tại vì nó làm kiểu thôi ha. Chốt giùm em con này 98 tới 78. Thì hùng quá, tự nhiên 78-88 ký, có 1 ký vậy đó. Ghi eo nhiêu quên rồi, eo 98-106. Eo 98-106 là những chị nào mà khoảng cỡ 78-90 ký cũng vừa nè. Con quần này chín tóc nha. Lên cho con mấy chị đi nhảy đồng nè. Tay chị Nguyễn Phạm. Ren Nguyễn. Chào bá, hai tay luôn. Đây nè anh Tư. Có một con thôi. Một con duy nhất thôi nha. Một con duy nhất trong cuộc đời, ai chưa mua quần lót Ren thì báo em. Con này eo 95. Con mô đen này eo 95 nè, có một con thôi nha mấy chị nha. Mô đen. Mô đen này eo 95. Chị nào chốt con 9 tóc size nhỏ nè, con này chị ra bằng vừa, con này chị nào dưới 70 ký vừa. 9 tóc size nhỏ, con này eo 88 mấy chị, eo 84-88 9 tóc. Eo 84-88 9 tóc. 84-88 9 tóc nha. Con này không rách công sở nè. Con này không rách công sở nhưng màu xanh rất là lạ. Con này eo khoảng cỡ dưới 84. Con này eo 84 công sở nhưng màu xanh rất lạ nha. Công sở màu xanh rất là lạ. Eo 80, eo nhiêu quên mất nè. Hả? 84. Chính tóc của chị Cát Tường đâu rồi? Phải chính tóc vừa rồi á. Sao chị Cát Tường không lấy cái con xanh lờ đó? Giờ chính tóc của chị Cát Tường 258 đi. Sao chị Cát Tường không lấy con xanh lợn mà tua tua đó chị? Sao chị không lấy con xanh lợn mà tua tua? Lỡ rồi đo luôn con này. Con này hỏng rách. Con này hỏng rách nhưng mà con này là eo 89 tóc. 9 tóc hết lấy rồi, sô-cô-la. Lấy cái con mà tua tua ấy. Lấy cái con mà tua tua đẹp, thiệt. Con này eo 90 nè. Con này xanh lọt, xanh quát eo 90. Ha? Xanh lọt, xanh quát eo 90. Nè, lấy con này nè chị gì đó, 70 ký ơi, 9 tóc nè. Sô-cô-la. Hai bộ, một đen, một trắng. Con này xẻ nha, con này xẻ. Ok, chị Cát Tường đợi em tí xíu. Con này xẻ nè mấy chị, con này 9 tóc, không rất xẻ. Con này còn cỡ dưới 72-73 ký. Em mới nói chị dưới nha. Dưới 72-73 ký. Của chị Cát Tường, một bộ. Một bộ đen và một bộ trắng size L. Cái bộ trắng hay không? Rồi, chị cắt từ hai bộ nè. Hai bộ 300. Cái quần này dưới, không cỡ dưới quần này nè. Quần này chị vừa nè, quần này xẻ ống nè ha. Dưới 72 ký. Dưới 70-72 ký. Quần này ghi, bé bay ghi là eo á. Quần này ghi 70-72 kg nè. Có quần nữa không? Mấy chị đưa cái quần xưởng lên kia đi luôn á. Để em lấy kẹo sắp lên đây này. Chị thích rách hả? Sao chị đúng em vậy? Quần này hỏng rách nè. Quần này còn có dưới 80 ký. Quần hỏng rách nha. Quần này eo 95. Eo quần này 95. Chị đợi em đi. Quần này cũng không rắc nha. Quần này cũng không rắc. Quần đâu đó với đó vậy hello. Quần này cũng không rắc. Cái đó eo 95. Cái này eo 102 là không rắc. Eo 102 không rắc. Cô quần tiếp nha mấy chị. Còn chơi nữa không mấy chị? Cái này có bộ 98. Ôi đây có bộ đẹp lắm. Tí xíu đăng lên cho coi. Đây có bộ beo về đẹp lắm. Em có một cái con quần này. Cái quần này chị nào dưới 70 ký hút nè. Nè chị ơi, chị nào dưới 70 ký hút cái con quần xanh đen này cho em nha. Dưới 70 ký nói rất là rõ luôn. Dưới 70 ký hút con quần này. Ghi dưới 70 ký với chỗ con quần này đẹp quá nè mấy chị. Chị nào dưới 70 ký hút cái con quần này, nó viền vàng, nó viền vàng.
viền gì đó, viền đường chỉ vàng á, hơi bị đẹp. Ít người quá sao không mừng được. Cảm ơn nguyên cùng em luôn bạn. Đại gì hả? Cô chị 20 tuổi. Con này eo 90 nè mấy chị. Eo 90 con này nha. Chị nào chốt eo 90 thì chốt con này. Đây. Con này eo 100. Con này eo 100 là tương đương 80 kg nè. Đây con xanh đen. Xanh đen không rắc. À, eo 100 là cỡ em á mấy chị. Nói chung là cỡ khoảng cỡ 75 kg tới 85 kg á, eo 100. Ha. Thôi ra ngoài đi. Trước đi. Nó xuống chân nước. Nó đo một cái đầu. Cái bài luôn rồi.
không đắt nè, nhưng mà hai bên nó chạy viền đá nha mấy chị nha. Hai bên chạy viền đá đẹp lắm. Con này là mấy chị mua là hơi bị sướng luôn. Con này khoảng cỡ dưới 67kg nha mấy chị nha. 67kg con này đi, 67kg đi. Bộ beo anh, lấy bộ beo đó à. Lấy bộ beo. Bộ beo là quần, quần. Bộ beo nó là giống như bộ công sở chứ chị. Bộ beo giống như là bộ công sở. Đây. Nó giống như bộ công sở chị. À, khi mặc lên cái viền này nè. Cái viền này ha. Nó đẹp lắm chị ơi, nó rất là đẹp luôn. Bộ beo này chị có cái quần nó còn đẹp hơn nữa. Quần nó may theo form quần tay ha. Quần may theo form quần tay. Mấy chị lưu ý nè, ở dưới đây là ống pad mà có xỉ một cái đường dưới ống này, mấy chị thấy không đó. Nói chung là đẹp. Bộ này có tổng cộng 4 size dưới 70kg. Bộ này là form của Bích Thủy nè, bộ này là form của Bích Thủy nè. Bộ này là bộ form của Bích Thủy á. Cắt áo vú lên này mọi người. Em còn con size quần dưới 70kg không rách. Vì quần này dưới 70kg đi, không rách. À, sao mà chị em bỏ cái này lên cầu thang đi cho con đi lại thôi. Thôi mấy chị mua về làm sao dám phơi đồ đây. Vậy thôi, cái gì quên rồi. Như nhiêu đó nha mấy chị nha. Mai mình gặp nhau tiếp đi. Hả? Như đó mai mình gặp nhau tiếp nha mấy chị nha. À, Sungkula. Hello, hello mấy chị. Mấy chị có lấy quần baggy nữa không? Em lên lại quần baggy lần nữa nè. Quần baggy lửng mấy chị ơi. Quần baggy lửng em bộ beo XL. Bây giờ lùng à. Bộ beo XL con đưa cái bộ này vô. Của chị Anna Trinh Nguyễn. Quần này là quần tay nha. May theo form baggy. Mấy chị coi nè. Hả? Hơi bị đẹp nha. Quần này là 200 ngàn. Chị nào chốt quần là Burberry thì chốt giùm em quần Burberry. Quần này ngày hôm qua em mặc rất là đẹp nha mấy chị. Quần này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg ha. Chị nào chốt quần đó thì chốt lên giúp giùm em. Anh quần này đẹp quá vậy. Hồi nãy chị Nguyên Phạm lấy nè. Mùa này nãy chị Nguyên Phạm lấy không? Quần này eo 90 nè. Quần eo 90 nhưng mà ở sau lưng đẹp lắm nha. Nó làm cái hai cái đường á. Quần này eo 90 nè. Quần này eo 88. Quần này eo 88 nha mấy chị nha. Quần này eo 88. Rồi. Eo 88. Rồi mai gặp lại nha mấy chị nha. Mai có thể em like buổi sáng nha mấy chị. Mai gặp lại nha mấy chị nha.